Thông thường khi chúng ta mới gặp một người nào đó thì cái nguyên tắc cơ bản là chúng ta tìm những cái điểm giống nhau, tìm những cái điểm chung giữa hai người. Ví dụ cùng một cái sở thích, cùng một cái niềm tin, rồi cùng từng đi du lịch đến một cái nơi nào đó giống nhau, hay đơn giản là có thể cùng một cái quan điểm về một cái sự kiện nào đó gần đây, vân vân. Và cái mục đích là để hiểu thêm một chút về cái người đối diện, và chúng ta hy vọng rằng cái cuộc đối thoại đó nó sẽ trở nên thú vị hơn. Và chắc chắn chúng ta đã có thể đã từng nhiều hơn một lần gặp một người nào đó và tự nhiên mình thấy nói chuyện rất là hợp ý nè. Thì đúng vậy thôi, những tâm hồn đồng điệu thường bắt đầu từ những điểm tương đồng. Nhớ nhé, những tâm hồn đồng điệu thường bắt đầu từ những điểm tương đồng. Nhưng mà đôi khi có những người rất là khép kín và họ rất là khó để mở lòng. Và cho dù chúng ta có cố gắng lắng nghe hay đặt câu hỏi, gợi mở với bao nhiêu chăng nữa, với mong muốn là người ta sẽ chia sẻ nhiều hơn, nhưng vẫn không hiệu quả. Và đây chính là cái điều tôi muốn chia sẻ trong ngày hôm nay, câu chuyện về khe cửa. Tôi từng nghe một cô giáo ở bên Mỹ kể trong 34 năm kinh nghiệm dạy cho những trẻ tự kỷ. Thì cô đón nhận một bạn học sinh rất là mới đến trường. Và từ ngày đến lớp thì chưa bao giờ đứa bé này giao tiếp với các thầy cô trong lớp hết. Mặc dù bản thân cô cũng như những thầy cô khác luôn luôn dùng nhiều cái phương pháp khác nhau để kết nối, để giao tiếp vân vân. Thì đến một cái ngày nọ thì cô quan sát thấy đứa bé đang tự chơi ở một góc trong phòng. Và đứa bé chơi với cái tủ ở đó. Bé chui vào trong tủ, bé đóng cửa lại, im lặng một lát, rồi bé mở cửa và bước đi ra ngoài. Và cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Và cô đến gần, quan sát cùng với đứa bé. Và khi đứa bé nó mở cái tủ ra, bước vào, thì cô giáo đấy cũng bước vào cùng luôn. Và khi cánh cửa đóng lại, thì hai cô trò thật là im lặng, cùng quan sát cái hoạt động bên ngoài qua cái khe cửa hẹp bé xíu đó thôi. Và trong bóng tối lúc này thì cả hai cô trò mới đầu le lói một cái ánh sáng kết nối đầu tiên. Và với cô lần đầu tiên đã nhìn theo cách của đứa bé, và cũng là lần đầu tiên cô tìm thấy một cái khe cửa mở ra và bước vào thế giới của bé. Thì tương tự như vậy thôi, chứ chúng ta có những người quen hay đồng nghiệp, chúng ta biết nhau nhưng mà không có kết nối với nhau, thì hãy kiên nhẫn nè, hãy quan sát, rồi chúng ta sẽ tìm thấy những cái khe cửa hé mở dù rất là hẹp. Có thể đó là một cái lần họ cần giúp đỡ, hay một cái lời khuyên nào đó từ họ, hay một cái lời khen chân thành nào đó, hoặc một cái sở thích trải nghiệm rất đặc biệt nào đó từ họ. Và tôi tin rằng nếu chúng ta thực sự quan tâm, thực sự có lòng muốn kết nối, thì chắc chắn một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm thấy một cái khe cửa để từ từ mở ra một cánh cửa rộng lớn hơn